Trời ơi. Rồi xong. Lồi lồi. Máy quang bịp à? Các bạn sợ thế nhở? Mất con mẹ hai bình máu rồi. Đánh đéo gì nữa. Tao hết máu rồi, đi rừng mà. Không sao, không sao, không sao. Cứu chúng nó kìa. Cố lên. Hai. Bố đuổi, đéo sao về cơ. Ừ, bố mới đuổi. Bố mới đi hẳn lên luôn trên này này. Đây rồi. Ok kìa. Đang ra này. Cố lên. Đang ra, đang ra. My bad, my bad, my bad. My bad bạn ơi. Để tôi gánh boss bù cho bạn yêu nhé. Đây. Mà em nói thế. Sao nó có hứng nó đánh chứ? Boss thằng mít rồi. Cứ ra sút là thằng mít là chết à? Bị thương anh... À, đều... Kìa, nhìn kìa. Anh nó chết. Chơi một thằng rồi bạn ơi. Nice, đấy, bị tệ anh bro. Mà tôi còn nên lập mẹ một kênh TikTok về mẹ một Lee không nhở? Đánh mẹ như sách giáo khoa này. Ai, à, ganh ganh mít này, ganh mít này, ganh mít này, ganh mít này. Ra đây, cứ ra đây là chết à? Đây, đây, là đây, ganh mít này, ganh mít. Ừ, ừ. Không mắt, không mắt đâu. Ừ, sút nó còn ra nó nhá. Có flash nha, nó có flash, nó có flash. Có flash cũng chết, thề. Ờ, ừ, ờ. Ừ. Ông cứ sút R phát là mặt nó chết. R là mặt nó chết. Này sút. Mẹ phá luôn anh em phối hợp kìa. Đấy, không một đây, động tác farm thừa. Đây, farm đây, farm đây. Bạn nuôi ông đấy. Ok, bố nhím, bố nhím. Ơ nó đánh kìa. Bố ơi. Đây 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 đây. Chạy mẹ được không? Được không? Được. Mẹ nó khỏe vãi thề. Đau phết. Con rồng khỏe nha, con rồng khỏe nha. Ăn ăn blue nó này nhím. Ăn blue à? Nó vào đấy, nó vào đấy, tôi thề nó vào đấy. Hai, ăn được. Đúng rồi, slow nó. Ui. Hai. Nó ra giết được nó luôn. Ê, nó né rồi. Hai build này kinh rồi. Chết nó nhím ơi. Hai, tụi nó. Đéo ăn con nữa, không tao, không tao, ăn không tao, không tao. Địt mẹ. Trời ơi, tao kìa đúng vật đấy. Ê, đi đi vào rừng này, nó người đá, nó người đá hay gì á? Kìa, đây, đây. Sút đi. Rồi, okay. Chết rồi. Cứ sút thôi, cứ rờ thẳng mặt là tôi rờ liên tục mà. Chết chắc. Định không không rờ, cho đỡ phí mà thôi. Nice. Ê, chơi con này, chơi con này, con này, con này, con chơi. Này. Nope. Ơ kìa. À, mẹ đéo công ty. Ôi, what the fuck. Mẹ con rồng kìa, nó nhổ kìa, phát chết luôn. Cứ tưởng mình có công ty ạ. Ăn được, ai được nghiện đấy. Hai, hai. Đúng rồi. Đúng rồi. Điệp mạng nó flash kìa. Ăn đi, Riven, ăn đi Riven, đúng ăn rồi. Ăn đi, EQ. Ê quỳ! Thằng hết, thằng hết, thằng hết, thằng hết! Quỳ, 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 quỳ! Đúng rồi! Về stun! Đúng rồi! Ê quỳ, quỳ, R! Ê quỳ, 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 W! Xong rồi, chết hết rồi! Mẹ, tôi biết rồi!
Tại tôi ham đi gank cho mọi người quá mà tôi quên bản thân tôi đéo farm, địp mạnh thọt vãi lìn thề. Đấy, thằng này level 12 rồi. Phải đi farm. Tôi 14 rồi, tôi 14 rồi. Đấy, ông level 4, tôi level 12 này, phải đi farm tí. Chỉ nghĩ đồng đội thôi, quên chăm sóc bản thân đấy. Từ anh em ơi, tôi đang lên nhá. Wait, no. Hell no. Đánh được. Mẹ có flash mà. Sao đéo flash? Yo. Mẹ. Đi đây. Nice. Đéo sao anh em mình vẫn ăn được anh em ơi. Anh em mình vẫn ăn được nhá. Ok đi con mẹ à mẹ. Mày làm cái con kia. Con mẹ à mày làm đồ gì kìa. Con mẹ à. Nhưng mà chết hết thì nó rồi. Vẫn ăn được Baron kìa, vô lý không? Đồ hồ cát vẫn ăn Baron. Cho mày ăn luôn Baron. Chấp. À nhìn tên tôi này. Em đinh máu lạnh chứ không phải em đinh trừng phạt. Đúng rồi. Không ăn này thì giết người rồi. Ôi đây. Ây da. Kêu Nhím ơi. Tôi từ 99 rồi. Không sao. Lại đâm sâu quá, quả tôi đâm sâu quá. Ui trời xoay quay lại. Anh hay. Nice. Ui à, rồi chúng bọn kia thì đẹp hơn. Hay rồi. Chứ sao à. Ừ, thì ra nó lởm thật. Lại biết đâu vừa nãy kiểu vừa đủ tiền ấy, nhà nghèo. Còn bây giờ kiểu giàu rồi thì nó khác, có nhiều lựa chọn hơn. Ngày xưa nhà nghèo thì địt mẹ tiền đéo đâu ra mua giày xịn. Phải mua giày lởm thôi, có giày đi là ngon lắm rồi, địt mẹ. Còn lại còn được giảm hồi chiêu nữa, muốn gì nữa. Trời ơi, chỗ này nó đéo biết này, vừa hết mắt này. Chơi. Rồi, trong anh. Mẹ nhàm dậy. Thế mà không cái được mạng kia nhở. Này vào luôn. Vào luôn. Có được không? Có. Làm pha sút đẹp mắt xem nào. Được. Đẹp mắt xem nào. Một pha thôi, không cần nhiều. Mẹ nó nhìn tôi, nó đéo ra đây đâu. Nó nhìn tôi. Nó không ra đây gần đây để tôi sóng âm đâu. Phải bảo thằng là AC công ty. Ê. Tới đi nhím. Rồi. Ôi. Nhím ơi, tới đi nhím. Nhím ơi, lâu quá nhím. Đúng rồi nhím. Kéo em lên. Ê. Điệt mẹ vẫn chết là sao nhờ. Ê, mẹ thề, lộn bố nhím đéo cứu con gì cả. Úi dồi ôi, muốn nhìn gặp cái bùi đấy. Đệt mẹ. Nhưng mà mình win. Đệt mẹ sao nhưng mà đéo. Nhưng mà mình win. Đệt mẹ mở con bát xem đẹp TikTok. Ôi, xem TikTok ý tôi. Đi mẹ xem TikTok quá, 260 phút vãi lồn ạ. Đệt mẹ thế mà gọi mở con bát chứ bro. Tiền đề mẹ giết 4 thằng này team win được rồi. Tính ra là ông chả làm gì luôn á. Ông ấn đúng 3 phím. Tôi mở flash giờ hết. Mở combat tại một kia đéo tắm vào. Điệp mẹ đây rồi. Đây mới là thời khắc mẹ thay đổi này. Quyết định số phận này. Đấy. Điệp mẹ phải thay giày các bạn ạ. Win ngay. Điệp mẹ mở combat chuẩn cái win ngay này. Mẹ đâu. Phải nhà. Nhà. Phải nhà đi. Điệp mẹ làm sao nhở, mấy ông cứ bảo tôi mẹ mà dựa dẫm vào huy chớp thì đéo nào nhở. Mãn nhãn chưa, cho xin qua lâu đi. Khan tích được. Được. Mãn lâu lắm rồi. Làm cao cao mẹ mày sát thủ chứ đừng làm cao cao mẹ mày. Cao cao đồng, mày đồng. Cao cao nhà nuôi nhá. Đừng ăn cỏ. Bố mày cào cho rách mẹ à, mặt luôn. Pick đi mẹ nó lồ kìa thằng lồ thấy được anh cây nen rồi đấy mà cay thế nhở.
Ê ơi, tôi chỉ biết đánh AD thôi. Đổi lên không? Thế không phải cặp rồi. Thế không phải một cặp rồi. Ừ, thế cơ hội không kìa. Đấy rồi. Thoát ế, thoát ế. Ok bro. Đấy rồi, cơ hội đến rồi. Ôi trời ơi, em mình muốn chui vào ông kìa. Đâu, từ từ, mẹ từ từ. Em bảo muốn chui vào ông kìa. Đâu, mẹ tăng nó cái bảng cái. Đâu, em bảo đâu. Em mới pick con mèo chui vào ông kìa. Support ơi. Sao không có tí gọi là tương tác nào nhở? Mình nghe bạn, ui, không, tôi nghĩ là gái đấy. Thề. Bạn này có cá tính này, cá tính mạnh này. Điệt mày, bố mày là hội trưởng ấy nha. Điệt mày cái thằng học viện này. Good, damn it, để bố mày đi bot. Mày tôi đầu gấu rồi này. Nói ít thôi. Ui, chúng tôi là lướt này. Ui, chết. Xe lát ạ. Đấy sẽ ra tì. Còn tắc toàn vãi lìn đi. Sếp. Nhưng mà sao em không đi chơi với người yêu mà ở nhà đánh LOL? Đấy, hỏi này là biết ngay em có người yêu hay không. Em trả lời là biết ngay có người yêu hay không này. Tôi thề với ông, tôi gặp cái thằng DRG cún này nhiều lần vãi lì rồi ấy. Rồi anh hay không? Tại sao? Không biết nữa, nhưng mà mỗi lần tôi đánh là lại gặp nó. Địt con mẹ, nó chát thế kia rồi. Né thế đéo nào được. Cái gì? Ủa em ấy bảo tôi đợi tí hay sao ý? Mẹ như một cặp ạ. Em vừa phụng phịu kìa. Tại vì kiểu tôi vừa đi hơi sớm ấy. Phụng phịu là như nào nhỉ? Cái đây. Đấy kiểu đẩy nảy lên ấy. Tiếng em mí mà phụng phịu tôi bảo kìa. Con mẹ thể sao đời giờ lắm. Thằng hoang tưởng thế là bịt mẹ hoang tưởng vãi lắm. Mày ăn lồn rồi con ơi. Ơ kìa. Sao lại nái vào ấy được nhờ? Mất rồng hả? Ừ. Mẹ sao nhanh vậy? Cái gì? Để lúc tôi lại về cái. Cái gì nhanh? Ăn rồng ấy. Mất rồng. Mình ăn rồng. À. Các con này mất rồng này. Đi mẹ chơi với gái phát tí lú mẹ luôn à? Đi mẹ làm chơi luôn bé ơi. Mỹ Anh ơi. Trời. Không sao. Em ơi. Em ơi nhầm rồi. Không, để xem mình chọn ai, tôi sẽ không chat gì cả. Để xem em ý. Tôi đứng cạnh ông này xong rồi xem em mình chọn ai. Có một người đã đứng chờ em tối nay.
có một người bình tĩnh nhìn em. Ờ kìa, đệt ca mẹ à, mày buồn thế nhở? Không, tôi em ấy hỏi chấm rồi, em có để ý đến tôi nhưng mà em ấy hỏi chấm. Tôi cho em ý cơ hội thứ hai. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đôi tay. Anh đi ta mẹ à. Thề đàn bà là những niềm đau. Đấy là lý do vì sao tôi không có người yêu các bạn ạ. Tôi chưa có người yêu. Khi nào tôi có lại niềm tin vào đàn bà đã thì tôi sẽ yêu nhá. Thôi chết con đĩ mẹ nó. Chết cái con mẹ mày. Ôi châu vãi lộn thề. Yo bro, what the fuck. Đi mẹ. Châu nó vừa vừa thôi. Mẹ ông mít bên kia, mẹ làm diễn viên. Xong EZ này farm free. Địt mẹ, bố không ăn được, mạnh không ăn được. Trả người yêu bố mày đây. Đấy. Thế chứ. À! Mau. Em mình vào, em vào đây cũng ấy được à? Bắt trong kia cũng được hút máu à? Đi cơ, sẽ tên con gái ông là sao? Nhân tên con gái ông đi cơ mẹ. Là nào? Trời! Đu! Mẹ tên của con gái ông ý á? Đi mẹ. Mẹ giỏi lên một một. Tầm này bố mẹ điên. Bố mẹ bất cần đời rồi. Ui đắp. Rồi đi à. Em Linh máu lạnh đi à. Thôi ăn lồn tôi. À. À. Địt. Địt mẹ bảo solo cơ mà. Lồn má mày. Chơi mà chơi địt mẹ gọi hội. Ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa. Yêu kìa. Ai bảo em đi theo EZ? Mẹ xem bắn thằng này còn giống mũi đốt không à? Ui địt con mẹ à, mũi đốt thật. Ui địt mẹ khỏe và lâu. Và mật kịp. Chạy thôi. Rút lui. Rút lui người phế. Ơ địt. Địt. Đất. Cái lỗi mẹ gì đây? Ơ trả thù cho ông. Sao ông đéo đi ra đây sớm? Không phải là thằng cần giúp đỡ. Lỗi tôi rồi. Con mẹ ơ. Không sao. Tôi bảo này, bây giờ trong team ấy chỉ có mỗi tôi là cần được bảo vệ thôi. Đấy, mấy đứa okay. Khác mẹ mạnh vãi lồn rồi. Ok nha, ghi nhận nha. Ông phải bảo vệ tôi. Địt mẹ, nhưng mà ông mạnh mẽ mà. Tôi bắn được nhưng mà kiểu hết skill chạy là thọt ngay. Này, tôi thụ này, nghiện đây. Tôi thụ nó. Rụ đây. Thôi đó. À thằng này. Mẹ lũ ấy giết bạn tao đúng không? Ăn nó nhím, ăn nó. Rồi, bạn cứ để đấy. Nope. Ủa? Địt mạng tôi có cái bẫy mà. Bro. Ôi, e tôi nó giật về chết luôn. Không cố ý. Tôi thấy bạn chém một cái rồi. Bạn đều muốn nhường tôi. Nhưng mà bạn kiểu địt mạng thấy tôi đang stream xong bạn giả vờ như bạn nhường tôi. Thì vậy bạn vẫn ăn mạng. Thế là tôi giả vờ hay không giả vờ? Ít chuẩn mạnh. Chạy đâu nhìn ơi. Cứ ba mạng lớp. Địt mạng khó đấy. Yumi lúc đầu thuộc về sở hữu của tôi.
Đấy, xong rồi kiểu tầm giữa game tôi thấy EZ gọi là hơi không ổn nên là tôi cho Yumi đi theo EZ luôn. Muốn gì? Không biết hy sinh ấy. Ừ. Hay là em bị chê ông nhỉ? Không. Kiểu ông yếu hơn ấy. Ông yếu hơn thằng kia. Yếu thì mới cần phải có người giúp đỡ chứ. Bây giờ mạnh rồi thì đi một mình được. Nhưng mà con gái người ta lại không thích đi theo kẻ yếu, người ta đi theo kẻ mạnh cơ. Kẻ giàu á. Ông phải là con gái cơ, ông biết được. Thế ông là con gái à? Không. Thế sao ông biết? Thế sao ông lại biết? Vì tôi có người yêu, ông có người yêu luôn đâu. Tôi từng có người yêu. Nhưng mà hiện tại bây giờ con gái nó thay đổi rồi, khác rồi. Hồi xưa thôi. Ơ đi mẹ à, mẹ ơ đi. Được chưa? Đi. À, mày thế. Được chưa, một mạng ngay, không nói nhiều. Không phải tôi biết được chị em thích kiểu gì ấy. Help me. Tại sao con mèo nó không bao giờ chui vào tôi vậy? Ờ. Ủa? What are you doing? Đi mạng của thằng ấy đâu nhỉ? Thằng rừng đâu nhỉ? Đi... Ui đi. Này. Hút máu cái. Ôi giời ơi. Đi mẹ dễ thế nhỉ? Địt mẹ vào thẳng trụ nhà nó luôn. Mẹ đánh nó phải máu như thế, chiến như thế. Bắt kim ba. Yes. Let's go. Hay á. Ôi địt mẹ, mồi ao hết rồi. Đéo kiếm được copy luôn. Thôi từ từ, off stream này.